Sao Hoàng Nhật xin chào các bác. Em giới thiệu các bác một cái chiếc iRobot Roomba chuyên để hút bụi cực sạch của hãng iRobot. Hãng iRobot các bác nhé. Con này có mã là 780, dòng full hộp luôn. Tình trạng máy nhập full hộp còn rất là đẹp, mới các bác. Cực đẹp luôn. Hàng tuyển chọn bên em nhập những cái robot này là nhập hàng chọn các bác nhé, chứ không nhập hàng lô. Đấy, máy rất là đẹp. Một con iRobot. Con này thì nó gọi là vua của lành bền. Vua của lành bền các bác nhá. Đấy, siêu lành bền. Hút khỏe. Hút cực khỏe luôn, sạch. Không sạch không lấy tiền các bác. Tất cả các loại bụi mịn dưới sàn, gầm giường, gầm tủ các bác hút sạch hết. Đấy. Một con máy cực đẹp hãng iRobot. Cái model này là rất dễ sử dụng các bác. Bấm clean đây cái là chạy thôi. Đấy, tí em sẽ test cho các bác. Trên máy thì các bác phím này phím cảm ứng nhá. Có các chức năng hẹn giờ. Đấy, hẹn các bác thích hẹn ngày nào cũng được. Nó chạy tiếng Anh, set thứ 7 này. Đấy, săn chủ nhật, Sunday, Monday, các thứ từ các bác gọi hẹn thứ hai. Hút bao nhiêu giờ? 12 giờ 15 hay là 2 hay là 1 giờ? Ấn ok. Thì đúng đến ngày đấy, thứ hai là nó 1 giờ 30 buổi chiều nó chạy. Chạy hẹn được cả một tuần luôn đấy, hẹn được cả thứ ba, thứ này các kiểu. Nói chung là dễ sử dụng. Đấy, em xóa hẹn giờ nhé. Không để đến giờ đấy nó chạy loạn trong nhà mất đấy. Nếu mà các bác ok. Dạ, có nút sport là chạy vòng tròn một chỗ. Đấy, con này thì em giới thiệu sơ qua về giá cả và phụ kiện của nó đã. Con này thì hiện tại bên em bán 3 triệu mã số 1. Con này hiện em có một cái chiếc điều khiển zin tặng kèm các bác luôn này. Điều khiển zin theo máy chính hãng luôn nhé. Con này điều khiển này có bác mua giá dao động từ 300 đến 400-500 tùy chỗ bán. Đây là điều khiển chính hãng chứ không phải điều khiển Trung Quốc ạ. Chính hãng của máy luôn. Đấy. Rất là hiếm nhá. Bác nào chốt con này thì đi kèm cái điều khiển này luôn. Hộp phụ kiện của nó này. À, trước khi giới thiệu máy thì các bác có nhu cầu mua alo cho em theo hai số điện thoại này nhé. Có đều có Zalo cả. Các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Cảm ơn các bác. Phụ kiện mở ra các bác nguyên hộp luôn này. Hàng phiên bản của Nhật nội địa. Phiên bản của Nhật nội địa các bác nhé. Có một tường ảo này. Tặng thêm hai chiếc chổi này. Một tuốt rác này. Một cứa tóc này. Cái này tuốt tóc nhé. Dạ, với có cái này tặng này, một bộ đế sạc. Sạc thì con này, bọn này các bác ơi, nó cắm được cả bên sườn luôn này. Cắm được cả bên sườn luôn nhé. Bọn này nó ghi năm sản xuất luôn, 2013. Đấy, nhiều bên Nhật họ dùng, không dùng mấy đâu các bác yên tâm nhé. Về chất lượng không phải nghĩ, rất ít. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng đầy đây. Đây. Yeah. Kèm một cái điều khiển. Đấy, pin con này em thay mới rồi nhé. Pin thay mới bên trong rồi. Đấy, các bác chạy trên 1 giờ yên tâm luôn, không phải nghĩ. Pin thay mới rồi ạ. Em cho chạy nút sport nhé. Đấy, trên máy các bác có nút sport này này. Này chạy vòng tròn. Để hút những cái chỗ mà bụi bẩn nhiều. Đấy, nó sẽ chạy vòng tròn ở đây. Đó nhé. Yeah. Đấy. Chạy vòng tròn một chỗ. Yeah. Nó sẽ mở rộng dần ra. Các cái bụi các bác mà cho ở đây thì nó sẽ hút bụi đấy đi. Đây là cái con điều khiển của nó các bác nhé. Bây giờ cho bấm chạy này. Giữ nhé. Đấy, và bấm chạy giữ. Nút spot. Chạy vòng tròn. Dừng. Dừng. Đấy. Clean, giữ chạy clean. Đấy, em sẽ cho vào trong này để em làm cái khung này để cho máy ở đây chạy test cho các bác. Đấy, chạy test. Bây giờ bấm điều khiển này, clean, bấm clean là chạy nhá. Cấm về đốc đi, về đốc này, có cái đốc sạc để sẵn rồi. Nó sẽ về sạc thôi nhé. Nó sẽ từ mò về sạc. Đấy, hết pin từ về sạc. Ok. Bây giờ bấm clean chạy này. Đấy.
Trên cái điều khiển này các bác nhìn nó có ba cái nút điều hướng, ví dụ mình muốn nó rẽ sẽ sang trái sang phải, đấy nó sẽ rẽ sang đấy ạ. Đấy, chạy nha, muốn quay đầu đấy, về đốc sạc và muốn cứ lên chạy này. Bạn nào chốt con này alo cho em nhé, giá 3 triệu. Máy chạy test ok hết rồi. Đây, các bác nhìn thấy tất cả các cái mép góc cạnh này này, thì máy nó đều đi vào các góc cạnh đấy. Ở đây xem không có cái gì để có hút thử các bác. Đấy, nó đi hết các góc cạnh luôn. Em làm một cái khung này để cho máy nó chạy, nó không bị lung tung khắp nhà. Mình cửa hàng nhiều đồ, hàng full phụ kiện các bác nhé, full phụ kiện này. Giá 3 triệu, các bác có nhu cầu alo em nhé. Chào các bác.